Sáng ngày 8 tháng 2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn công dân trúng tuyển Nghĩa vụ quân sự và Nghĩa vụ công an lên đường nhập ngũ. Đến dự tại phường 9, thành phố Vĩnh Long có đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy. Trong không khí trang trọng của buổi lễ, đại diện chính quyền, ban ngành, đoàn thể các địa phương động viên và giao nhiệm vụ các tân binh lên đường nhập ngũ, chấp hành tốt các quy định, nội quy đơn vị, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau, phát huy truyền thống của quê hương và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong môi trường quân đội, công an. Tân binh thể hiện quyết tâm rèn luyện, học tập, xứng đáng với truyền thống của các thế hệ thanh niên Việt Nam kiên cường, dũng cảm, không ngại khó khăn, chung sức, chung lòng, làm tròn nghĩa vụ với Tổ quốc. Sau lễ tiễn, tân binh tập trung về huyện, thị, thành, tham gia hội trại tổng quân và lễ giao nhận quân được tổ chức đồng loạt vào sáng ngày 9 tháng 2.